Vâng, em Hoàng xin lại được phép chào toàn thể các bác ạ. Hôm nay thì em Hoàng lại mang về được cho các bác một trong những cái dòng trầm có thể nói là nổi tiếng. Đó là dòng trầm Mỹ Calip. Calip là một trong những cái thương hiệu trầm có thể nói là rất là nổi tiếng của nước Mỹ. Dòng này nó mang lại cho anh em những cái chất âm có thể nói là rất là uy lực và mạnh mẽ. Và ngày hôm nay thì Hoàng Audio mang về cho anh em một con trầm Calip Bass 25 còn rất là đẹp. Đẹp keng luôn, đẹp keng xà beng luôn. Nhìn em này thì cảm giác như kiểu là chỉ thiếu mỗi thùng xốp thôi. Đấy, đẹp mượt mà luôn cho các bác. Đấy, hôm nay thì về là con này em cũng rất là ưng ý. Đấy, trầm sở hữu bát 25 đánh gầm. Rất nhiều anh em yêu mến những dòng bát đánh gầm như này. Và thời điểm hiện tại thì tất cả những cái dòng trầm bãi xịn hoặc là những cái dòng loa bãi xịn như là Boss hoặc là JBL thì tất cả những cái mặt hàng đấy đều đang có cái giá nâng lên rất là cao. Cho nên là nếu như anh em mà chơi thì cũng cần phải cân nhắc một chút. Bởi vì sao? Bởi vì bình thường một đôi loa hoặc một con trầm như thế này có thể trước đây bọn em nhập giá sẽ rẻ đi khoảng 1 triệu. Nhưng đến bây giờ thì nó đã tăng lên khoảng 1 triệu, thậm chí là có thể hơn với những cái sản phẩm mà nó đẹp và nó chất lượng. Đấy. Và cho nên là nếu mà anh em mình quyết định chơi thì vẫn cứ nên cố gắng. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mình đã sở hữu những thiết bị này rồi thì nó phải là đẹp, nó phải là xuất sắc. Đấy, anh em vừa bày biện và cái chất lượng âm thanh của nó cũng rất là tốt. Đẳng cấp của nó thì đã không thể phủ nhận được rồi. Khi mà anh em có nó trong bộ dàn gia đình thì chắc là cũng không phải suy nghĩ nữa về cái chất âm trầm nữa. Đấy. Thì trước mắt các bác đây là con trầm Calip còn rất là đẹp. Đấy, chỉ có riêng cái tem trước mặt của nó đây là theo thời gian thì nó đã có cái dấu hiệu gọi là lão hóa đi thôi. Còn vỏ của nó thì rất là đẹp, đẹp keng xà beng xuất sắc luôn. Đấy. Thì em quay cận cảnh xung quanh để cho các bác ngắm qua về con Calip Bass 25 đánh gầm này. Đấy. Đây là phía sau của em nó đây. Phía sau của em nó cũng còn rất là đẹp luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Đẹp không điểm chê các bác nhé. Đấy, các bác nhìn cái rắc AV của nó vẫn còn vàng óng luôn này. Đấy, tất cả những cái này thì bọn em đã vệ sinh và lau chùi rất là sạch sẽ rồi. Về là anh em chỉ việc cắm và chơi thôi đấy. Đấy, đẹp lung linh luôn. Đấy, và con này nó có model đó là KSVK10. Đấy, ở đây thì nó sẽ có chữ ký của người sản xuất này đấy và thương hiệu Calip nha anh em nhá. Đấy, USA này. Đấy, các bác nhìn rất là chất lượng, điện 120V. Đấy, còn rất là sắc nét cho các bác luôn. Vì sao nó đắt tiền? Bởi vì là nó đẹp như thế này thì chắc chắn là cái giá nó sẽ phải đắt hơn rồi. Còn những cái hàng mà nó kém chất lượng, những cái hàng thùng vách xấu, những cái hàng người ta đã làm lại rất là nhiều rồi thì cái giá nó sẽ rẻ đi được rất nhiều các anh. Có thể là 1 triệu, 1,5 triệu. Nhưng với những con hàng đẹp như này chắc chắn là so với thị trường có khả năng là em thì chưa biết là em bán cao hay là thấp, nhưng em cảm giác là mình bán cho anh em cái mục cước giá nó khoảng tầm trên 8 triệu thì nó vẫn là rất là ok với con trầm như thế này. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy, những con như thế này thì phải nói là nó đẹp xuất sắc rồi. Anh em về là chỉ việc chơi thôi. Đây, để em lấy cái miếng xốp và lật ngửa nó lên để cho anh em xem. Con trầm này nó còn rất là đẹp. Phải nói là còn đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Đây các bác nhé. Đấy, cái mặt bát của nó đây. Đấy. Đấy, em quay cận cảnh cho bác nhìn nó còn đẹp như thế này cơ mà. Đấy, chân của nó này, tất cả chân này. Bốn chân còn rất đẹp. Đấy, màng giấy gân cao su nhá. Quá đẹp luôn cho các bác. Đấy, một con trầm Bass 25. Con này thì hiện tại tại Hoàng Audio đang bán cho anh em với cái mức giá đó là 8,5 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ thật là sớm với em qua số điện thoại 0931655906. Đấy cũng là địa chỉ Zalo của em. Anh em mà yêu mến Hoàng Audio thì cho em Hoàng, nhớ cho em Hoàng xin một like nhé. Anh em nhớ cho em Hoàng xin một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ em Hoàng nhé. Để mỗi lần khi mà em về sản phẩm gì mới thì anh em có thể đón nhận được nó nhanh nhất và có thể sở hữu được nó sớm nhất nhé. Xin chào và cảm ơn các bác rất nhiều.